chúng mày. Anh nhưng mà anh đi, anh đừng đánh nhau nha. Bỏ ra. Anh đang bỏ ra. Trước kia con mày bảo là có chồng thì làm gì có chuyện như ngày hôm nay. Anh lại chạy nhanh ơi ba. Em có cố trong mà ra đi, mà không chịu đâu. Sao rồi? Đây, cái thấy ụp phát ở đây. Thế anh thế anh không bảo chồng thương à? Oh, cứ bóp như thế thì... giờ Lan Lực là vợ chồng rồi nhá. Giờ anh Lan chị Lực là vợ chồng rồi. bước vào cửa phát thấy tay nó không đời với phát Lan này không sao đâu Lan ơi, đây là diễn phim thôi mà không ai đánh em đâu. Nhiệm vụ còn lại là Lực áp ủi Lan. Anh Lực không ăn ủi, cứ đi bóp. Mình ở đây Lực ngã em thì đi ra anh. Anh nói thật đấy, anh không đùa ở đâu. Vợ chồng mình cũng lấy nhau được hơn 1 năm rồi. Chồng cũng chỉ muốn vợ sinh con, để cái. 2, 3. Đêm qua vợ nghĩ cả đêm rồi chồng ạ. Vợ chồng mình cứ như thế này, không khá được đâu. Suốt ngày đi lên nằm. Suốt ngày đi lên nằm. 2, 3. Anh ngồi xuống đây đi anh ơi. Ngồi gì mà ngồi. Vợ chồng chúng mày. Vợ chồng chúng mày thế nào nhở mà. 2, 3. Anh ngồi xuống đây đi anh. Ngồi gì mà ngồi. Chúng mày xem lấy tiền về trả tao đi. À, thịt lợn của tao sắp biến thành cứt hết rồi mà chúng mày không trả được tao à. Gần 1 năm trời rồi. Thôi anh cứ bình tĩnh đi. Để cuối năm anh trả cho anh. Vợ chồng em. Anh đang nửa tao bình tĩnh kiểu gì giờ. Tao bình tĩnh kiểu gì. Thì anh cứ quát thôi, anh cần được bình tĩnh. Chồng em cũng đang thu xếp để cuối năm vợ chồng em trả. Bình tĩnh mà thành ra là mình chắc là phải bình tĩnh nữa. Để quay xong phải bê bao thóc à. Đây các bác ở đây là hậu trường nhá. Chán. Mình cũng được một bao. Hôm nay còn làm cảnh sổ số mà. Hôm nay không có được sổ số nữa rồi. 2, 3. Thì... Ôi dồi ôi. Anh ơi, dậy thì dài mình lên. Cái thì... 2, 3. Thì mình mang thịt người ta về ăn trước, bây giờ phải trả chứ sao? Mà thịt đấy có phải mới mình ai ăn đâu. Ôi dồi. Thịt đấy có phải mình... Thì... 2, 3. Ê, ta xong rồi đấy. 2, 3. Từ tiến rồi, đừng đi nhanh. 2, 3. Vợ đi ngang. 2, 3. Vợ xuống dưới kia, ngày đi làm tối đừng có đi chơi nhá. Mẹ ơi, nó là ngu à. Nhá. Đây cái ca này đang thôn em hoa em xá nhá. Bắt họ đi rồi đang kia. Cái cảnh này là không có nhưng mà cứ bắt em hai em ấy là vẫn đang quay phim nên là để đưa hai em ấy cho hai em ấy. Đi tiếp đi. Đấy. Hai em đang bị anh em chúng tôi chôn nhá. Nghĩa là trong cảnh này là không có trong phim nhá. Đi rất ác. Ôi giời ơi. Ba. Đúng rồi đấy, hai em cứ cố gắng làm đi. Sếp của anh dễ tính lắm. Cố gắng. Thôi bây giờ hai em đi cùng chị đi làm luôn đi nhá. Không gió cái này. Làm với chị. 2, 3. Cẩn thận nha. Ai bảo hôm trước mày có chồng mày nói. Ôi ôi
đi, làm gì đấy? Nhưng mà em làm gì có tiền hả? Trời ơi, đi anh em không? Nhắc đến tiền. Bạn, thôi đi vào đi với anh. Mày ở đây trong xe nhá. Dạ vâng ạ, cho anh chị ngon miệng ạ. Hai ba. Sao có chuyện gì? Anh nói không? Hai ba. Thảo nào, mấy hôm nay chú gọi em. Hôm nay chú gọi là tôi vào, thảo nào hôm nay chú gọi là tôi vào. Hai ba. Thảo nào, mấy hôm nay gọi toàn thuê bao, lúc trước xin về 7 ngày, có ở... Đây là hình ảnh cốt lực khi không diễn được các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là cô lực không diễn được, rất là ức chế. Ném luôn cả bao tải đi. Thảo nào, mấy hôm trước anh gọi ghê. Cần à, anh gọi bọn nó giữ kia. À, chúng mày. Anh nhưng mà anh đi, anh đừng đánh nhau nhá. Bỏ ra. Anh ơi, bọn nó giữ kia. Em ơi. Hai ba. Anh ơi, bỏ anh ra. Đi anh đi đánh nhau nha. Ê ba. Chú lừng mày đứng đằng sau anh nhở. Trước cô mà bảo con chồng thì có phải như bây giờ không? Anh bỏ ra. Anh à. Tôi biết bỏ ra. Biết bỏ ra nhỉ. Trước cô bảo. Ê ba. Còn cô ấy, mày đừng ra làm việc nữa. Anh sao anh lại đối xử với em như bỏ thế? Bỏ ra, cái này đảm bảo hàng tiền như cô ấy, trong tay tôi thiếu gì. Anh làm bỏ ra nữa. Trước kia cô mà bảo là có chồng thì làm gì có chuyện như ngày hôm nay. Anh à. Anh đã sắc lấy cái đoạn nào rồi. Nói đã sắc lấy. Nếu kiểu là nó sắc hết rồi ấy.